Sao cùng một kiểu hoa, một loại hoa? Khác hoa màu thôi đúng không? Thì nó khác màu thôi. Hoa to, hoa nhỏ. Hoa khác đấy thôi. Nó nhiều hồ điệp vậy thì nó kiểu hoa lại, nó nhiều màu. Cái này chắc chỉ bán quanh Hà Nội thôi đúng không?